Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Thưa quý vị, tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk mới đây cho rằng Ukraine nên chọn phương án đàm phán với Nga trước khi có thể mất thêm lãnh thổ, bao gồm thành phố cảng Odessa và toàn bộ đường tiếp cận với Biển Đen. Tỷ phú công nghệ Mỹ Elon Musk cảnh báo Ukraine có nguy cơ mất Odessa và toàn bộ quyền tiếp cận Biển Đen nếu không đàm phán với Nga. Giám đốc điều hành của Tesla và SpaceX cho rằng vị thế của Ukraine ngày càng suy yếu, đồng thời cảnh báo câu hỏi thực sự là Kiev sẽ mất bao nhiêu lãnh thổ và sinh mạng trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Moscow. Theo vị tỷ phú, Ukraine sẽ lãng phí nhiều mạng người khi tấn công một đội quân lớn hơn, có chiều sâu phòng thủ, các bãi mìn và pháo binh mạnh mẽ hơn, trong khi Kiev thiếu các phương tiện thiết giáp cũng như ưu thế trên không. Ông nói, Ukraine đã lãng phí sinh mạng khi tấn công một đội quân lớn hơn, có phòng thủ sâu, có bãi mìn và pháo binh mạnh hơn, trong khi thiếu thiết giáp hoặc ưu thế trên không. Ông Elon Musk lập luận, xung đột càng kéo dài, Nga sẽ càng giành được nhiều lãnh thổ cho tới khi họ tấn công đến IEP, và rằng nếu xung đột kéo dài đủ lâu, Odessa sẽ thất thủ. Liệu Ukraine có mất toàn bộ quyền tiếp cận Biển Đen hay không, theo quan điểm của tôi, mới là câu hỏi thực sự còn lại. Tôi đề nghị một giải pháp thương lượng trước khi điều đó xảy ra. Nhắc lại sự kiện vào năm ngoái, ông Elon Musk cho rằng kẻ ngốc cũng đoán được cuộc phản công của Ukraine sẽ thất bại. Ngay cả khi Ukraine nghe lời khuyên của ông về việc dồn toàn lực để phòng thủ, thì cũng khó để giữ đất vì họ không có những rào chắn tự nhiên vững chắc từ khi chiến sự xảy ra. Tỷ phú Elon Musk đã có nhiều bình luận liên quan. Ông đã đưa hệ thống vệ tinh phát Internet Starlink đến hỗ trợ Ukraine, nhưng không kích hoạt dịch vụ gần bán đảo Crimea vì lo ngại Kiev sử dụng để điều hướng máy bay không người lái tấn công hạm đội biển đen của Moscow. Theo ông, nếu điều đó xảy ra, SpaceX đã liên quan một hành động xung đột lớn và gia tăng xung đột. Báo Ukrainska Pravda cũng cho biết, từng có những thông tin về việc quân đội Nga sử dụng dịch vụ Starlink tại các vùng mà nước này kiểm soát tại Ukraine và mua thiết bị thu sóng từ nước thứ ba. Phe Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ đã mở một cuộc điều tra về việc SpaceX có biện pháp để ngăn chặn hành động nói trên hay không. Phía Ukraine chưa có phản ứng với phát ngôn của ông Elon Musk. Nhiều ý kiến tại Ukraine và châu Âu cho rằng tỷ phú này vẫn thường hay có các phát ngôn về cuộc chiến, song theo hướng không thuận lợi cho Ukraine. Theo Kiev Independent, ông Musk không phải là người duy nhất dự đoán Nga sẽ giành được nhiều phần lãnh thổ Ukraine hơn trong năm 2024. Nhiều nhà bình luận khác cũng cho rằng yếu tố quan trọng đối với triển vọng an ninh của Ukraine vẫn nằm ở việc Mỹ cung cấp viện trợ. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã gửi một thông điệp rõ ràng tới Quốc hội Mỹ rằng hãy cho Ukraine vũ khí để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga. Nếu không, Ukraine sẽ gia tăng các cuộc phản kích vào sân bay, cơ sở hạ tầng và các mục tiêu chiến lược khác của đối phương. Tổng thống Zelensky cho rằng trì hoãn của Quốc hội Mỹ trong việc phê chuẩn gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la Mỹ thực sự gây cho Ukraine nhiều tổn hại. Theo ông, quân đội Ukraine không thể lên kế hoạch tác chiến cho tương lai trong bối cảnh các nghị sĩ Mỹ tranh cãi về gói viện trợ trong gần 6 tháng trời ông cảnh báo lực lượng Ukraine có thể phải rút lui để giữ tiền tuyến của mình và tiết kiệm đạn dược. Mô tả tình hình chiến sự, Tổng thống Zelensky cũng nhấn mạnh việc Kiev cần 8.000 quả đạn pháo mỗi ngày để bảo vệ tiền tuyến, nhưng thực tế chỉ có 2.000 quả đạn pháo, thì Ukraine buộc phải hành động ít hơn, cụ thể là phải rút lui, thu hẹp chiến tuyến. Nếu phòng tuyến sụp đổ, lực lượng Nga có thể dễ dàng tiến tới các thành phố lớn. Theo ông Zelensky, nếu mặt trận tiếp tục ổn định, Ukraine có thể vũ trang và huấn luyện các lữ đoàn mới ở hậu cứ để tiến hành một chiến dịch phản công mới vào thời điểm sau đó trong năm 2024 này. Theo thông tin được SF đăng tải, quân đội Nga đã phá hủy thành công một cây cầu đường sắt quan trọng ở gần khu định cư Kurakovo thuộc vùng Donetsk. Đoạn video về cuộc không kích nhằm vào cây cầu đã được chia sẻ trên mạng xã hội và hình ảnh cho thấy có một vụ nổ lớn ngay giữa cây cầu. Lực lượng Kiev được cho là đã sử dụng cây cầu để di chuyển quân đội, thiết bị quân sự và vật tư tới mặt trận ở Donetsk. Một số nguồn tin Nga cho biết cây cầu đã bị lữ đoàn pháo binh 238 phá hủy bằng pháo phản lực phóng loạt BM-27 Uragan cuồng phong và máy bay không người lái. Rocket 220mm của Uragan có tầm bắn 35 km. Tuy nhiên, các nguồn tin khác lại cho rằng cây cầu đã bị máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ Nga tấn công bằng cách sử dụng bom được trang bị bộ dụng cụ dẫn đường và bay UMPK, bom FAB 500 được trang bị bộ phụ kiện này có tầm bắn khoảng 70 km. Bất kể cuộc tấn công được thực hiện như thế nào, việc phá hủy cây cầu sẽ cản trở khả năng lực lượng Kiev gửi thêm quân, thiết bị quân sự và vật tư về hướng Donetsk, đặc biệt là tới tiền tuyến phía tây thành phố Donetsk. Quân đội Nga đang tăng cường tấn công vào những cây cầu quan trọng phía sau mặt trận sau khi lực lượng Kiev tiến hành cuộc phản công thất bại vào mùa xuân năm ngoái. Những cây cầu mà lực lượng Kiev sử dụng thường là mục tiêu của các tên lửa dẫn đường chính xác của quân đội Nga. Tên lửa KH-38ML phóng từ trên không, dẫn đường bằng laser có tầm bắn 40 km đã được lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng trong những tháng gần đây để phá hủy một số cây cầu. Trong khi đó, Ukraine cho biết Nga không còn sử dụng cầu Crimea để vận chuyển vũ khí đến bán đảo Crimea sau khi cây cầu này bị hư hại do hàng loạt vụ tấn công của Ukraine. Cụ thể, ông Vasyl Maliak, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine (SBU) phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn đài ICTV Ukraine vừa qua rằng, trước kia mỗi ngày có 42 đến 46 chuyến tàu chở vũ khí, đạn dược chạy qua đây. Giờ đây chỉ còn 4 đến 5 chuyến mỗi ngày, gồm 4 chuyến tàu chở khách và một chuyến tàu chở hàng. Tuy nhiên, theo người đứng đầu SBU, phía Nga đang tiến hành sửa chữa cầu Krum. Ông Maliak cho rằng khi cây cầu được khôi phục hoàn toàn, Nga có thể sẽ lại sử dụng để vận chuyển vũ khí. Ông Maliak nói rằng Ukraine sẵn sàng tiến hành các vụ tập kích khác nhằm vào Crimea. Trang Ukraine Form dẫn lời ông Maliak đề cập về khả năng phá hủy hoàn toàn cây cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch, nối liền đất liền Nga và bán đảo Crimea. Trước đây, cây cầu bị hư hại nặng sau các cuộc tập kích của Ukraine vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Ngày 31 tháng 3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê duyệt kế hoạch hành động cho đợt tấn công mới vào miền Nam Gaza, tuyên bố quân đội Israel đã chuẩn bị sơ tán và hỗ trợ nhân đạo cho dân thường. Theo đài RT của Nga, Thủ tướng Netanyahu một lần nữa khẳng định quyết tâm tiến hành cuộc tấn công mới ở miền Nam Gaza nhắm vào thành phố Rafah. Ông nhấn mạnh hoạt động sắp diễn ra là hoàn toàn cần thiết để đạt được chiến thắng trước Hamas. Nhà lãnh đạo Israel cho rằng đây là điều đúng đắn cả về mặt hành động và quốc tế. Ông nói, Chiến dịch này sẽ mất thời gian nhưng sẽ được thực hiện. Chúng tôi sẽ tiến vào Rafa và loại bỏ các tiểu đoàn Hamas ở đó vì lý do đơn giản sẽ không có chiến thắng nếu không tiến vào Rafa và không có chiến thắng nếu không loại bỏ các tiểu đoàn Hamas ở đó. Ông Netanyahu đưa ra tuyên bố trên trong phát biểu sau cuộc gặp với người thân của các con tin Israel vẫn đang bị Hamas giam giữ ở Gaza. Thủ tướng Israel khẳng định ông đã cố gắng hết sức để giải cứu họ. Ông cho hay những người nói rằng tôi không làm mọi cách để các con tin được trả tự do là sai lầm và gây hiểu lầm còn những người biết sự thật mà vẫn nói vậy thì đang gây ra nỗi đau buồn không đáng có cho gia đình các con tin vừa qua ông netanyahu đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tấn công rafa bất kể điều gì sau khi washington bỏ phiếu trắng trong nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc có nội dung kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở gaza mỹ đã nhiều lần cảnh báo israel không nên tấn công rafa cho rằng hành động này sẽ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với người dân palestine tổng thống mỹ joe biden từng công khai phản đối cuộc tấn công vào rafa với lý do Israel vẫn chưa đưa ra kế hoạch đảm bảo an toàn cho dân thường. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu rõ bất kỳ hoạt động quân sự nào của Israel ở thành phố Rafah chỉ làm tình hình nhân đạo trở nên tồi tệ hơn, đồng thời khẳng định Mỹ phản đối mọi hành động cưỡng bức di rời người Palestine ở Gaza hoặc tài chiếm đóng giải đất này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng Israel sẽ phạm phải sai lầm lớn nếu tấn công thành phố Rafah. Ông cho rằng thỏa thuận ngừng bắn mà Mỹ đang thúc đẩy sẽ là cách tốt nhất để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza bằng cả đường bộ, đường biển và đường không. Mỹ đã làm việc với Ai Cập, Qatar và Israel để đưa ra một đề xuất mạnh mẽ liên quan đến tình hình ở giải Gaza. Cùng liên quan đến căng thẳng ở khu vực này, ngày 31 tháng 3, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Sori và người đồng cấp Iran Hossein Ami Abdullahian đã thảo luận về những diễn biến mới nhất ở giải Gaza, nhấn mạnh sự cần thiết của việc Israel phải cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn ở Gaza theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, trong cuộc điện đàm, ông Sori và ông Abdullahian đã nhất trí về ưu tiên cao nhất là ngừng bắn và chấm dứt xung đột đang diễn ra ở giải Gaza. Cả hai ngoại trưởng đều lên tiếng bác bỏ việc cưỡng bức di rời người Palestine ra khỏi giải Gaza. Hai bên cũng kêu gọi đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và bền vững để viện trợ nhân đạo cho vùng lãnh thổ của Palestine được diễn ra suôn sẻ. Đồng thời hối thúc Israel dỡ bỏ những rào cản vốn gây khó khăn cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân ở Gaza và tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Ngoại trưởng Saudi bày tỏ quan ngại sâu sắc của Ai Cập về sự mở rộng của cuộc xung đột ra khu vực, đặc biệt là ở phía nam Biển Đỏ. Ông Saudi cho biết, việc mở rộng gia tăng trên tuyến hàng hải quốc tế quan trọng này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy thương mại toàn cầu. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cho rằng, việc mở rộng xung đột ảnh hưởng tiêu cực đến các nỗ lực khu vực và quốc tế nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng giữa Israel và Palestine.